Hòa Lâm ăn diện đơn giản, đi tập nhạc cùng Như Quỳnh, ngoại hình hai thế hệ đứng cạnh nhau ra sao. Hòa Lâm là vị khách mời được khán giả rất trông đợi trong live show của Như Quỳnh. Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Như Quỳnh đã đăng tải một số hình ảnh ghi lại khoảng khắc nữ ca sĩ cùng đàn em Hòa Lâm có mặt tại phòng tập nhạc để luyện tập cho đêm live show Xuân Yêu Thương. Được diễn ra vào tối 30 tháng 12 tại Nhà hát Hòa Bình. Bên cạnh dàn khách mời là những tên tuổi gào cội của làng giải trí Việt, thì sự xuất hiện của Hoài Lâm được khán giả vô cùng trông đợi. Trong một số hình ảnh được Như Quỳnh hé lộ, nữ danh ca xuất hiện tại phòng tập nhạc với bộ váy đen đơn giản thanh lịch. Ở tuổi năm ba, Như Quỳnh vẫn khiến khán giả không ngừng xích xoa trước nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, cùng bóc dáng thon gọn. Đứng cạnh Như Quỳnh chính là Hoài Lâm, nam ca sĩ sẽ gấp mặt trong đêm live show của đàn chị với tư cách là nghệ sĩ khách mời. Thế nên giai đoạn này, cả hai rất thường xuyên gặp gỡ nhau để cùng tập luyện cho đêm diễn sắp tới. Hoài Lam vẫn thế, nam ca sĩ vẫn giữ nguyên được vẻ giản dị chân chất của mình thông qua bộ trang phục là áo thun và quần jean. Mặc dù rất tốt bật để chuẩn bị cho nhận tiết mục trong show, nhưng Như Quỳnh cũng như Hoài Lâm vẫn luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, luôn nở nụ cười trên môi. Mặc dù thuộc hai thế hệ, nhưng khi đứng cạnh nhau, Nhu Quỳnh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ đẹp, không hề có khoảng cách tuổi tác, khi đỏ sắc cùng Hoài Lâm. Trước đó, Hoài Lâm đã đăng tải tấm poster thông báo sẽ góp mặt trong live show của Nhu Quỳnh, đã khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ngoài ra, Hoài Lâm còn gây chú ý khi bật mí về tiết mục mà nam ca sĩ sẽ biểu diễn trong live show của đàn chị. Cụ thể, giọng ca hoa nở không màu, tính kèm dòng trạng thái. Cuối năm gặp Hòa Lâm tại Xuân Yêu Thương, lần đầu tiên Lâm vinh hạnh khi có mặt trong la xô của cô Như Quỳnh. vật mấy là sẽ có một vài màn kết hợp bolero đặc biệt. Có ai đón ra bà nào không? Hẹn cả nhà 30 tháng 12 tại nhà hát Hòa Bình nhé! Theo như chia sẻ của Hòa Lâm, nam ca sĩ sẽ có một số tiết mục kết hợp cùng với những nghệ sĩ trong chương trình chắc chắn không thể thiếu chủ xô là Như Quỳnh. Dòng nhạc Bolero vốn được xem là thế mạnh của cả Như Quỳnh lẫn Hòa Lâm, thế nên khán giả vô cùng chờ đợi nhận tiếp một kết hợp của cả hai trong show diễn này. Bên dưới bà Đăng, nhiều ý kiến đã bày tỏ mong muốn được nghe cả hai song ca Buồn làm chi em ơi, bàn hit của Hòa Lâm, nhưng cũng đã được đàn chị Như Quỳnh cover lại rất thành công. Ngoài ra cũng có rất nhiều ca khúc Bolero nổi tiếng khác mà khán giả rất muốn được nghe cả hai tái hiện trong la xô xuân yêu thương sắp tới